chiến sự Ukraine trong 24 giờ qua Chính quyền Kyiv nói tình hình ở vùng Donbass hiện rất khó khăn Tên lửa tầm xa của Mỹ sẽ giúp Ukraine phản công ở Donbass Giới cựu sĩ quan Nga tố cáo chiến dịch đặc biệt thất bại đòi tuyên chiến với Ukraine Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị Kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin tổng hợp tình hình chiến sự Ukraine trong 24 giờ qua, cập nhật sáng ngày 29 tháng 5 của DKN TV. Kính thưa quý vị, theo tin từ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp IFI, chính quyền Kyiv cam kết sẽ làm hết sức mình để bảo vệ vùng Donbass ở miền Đông, nơi quân đội Nga đang gia tăng tấn công buộc lực lượng Ukraine phải dự trù một cuộc triệt thoái chiến lược khỏi tất cả chiến tuyến để tránh bị bao vây. Phát biểu qua video vào ngày 27 tháng 5, Tổng thống Ukraine Zelensky đã tuyên bố rằng tình hình ở vùng Donbass hiện rất, rất khó khăn. Chúng ta sẽ bảo vệ đất của chúng ta và sẽ làm đủ mọi cách để củng cố khả năng bảo vệ vùng này. Ngày hôm qua, lực lượng đi khai thân Nga ở Donetsk đã khẳng định đã chiếm được Liman, một thành phố chiến lược với sự yểm trợ của quân đội Nga. Ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã xác nhận tin này, nhưng phía Ukraine chỉ công nhận quân Nga chiếm được phần lớn thành phố Liman. Trong ngày 27 tháng 5, một quan chức cảnh sát của phe ly khai thân Nga tại Luhansk cũng khẳng định rằng thành phố Severodonetsk đang bị bao vây và lực lượng Ukraine bị lọt vào bẫy. Nhưng Thống đốc Ukraine vùng Luhansk, Sergei Gaidai đã bác bỏ tin đó. Ông Gaidai cho biết, để tránh bị bao vây, có thể là lực lượng Ukraine sẽ nhận được lệnh rút khỏi một số chiến tuyến. Chiến sự cũng tiếp diễn tại các vùng khác của Ukraine. Trên mạng xã hội Facebook, Bộ Tư lệnh Phương Nam của quân đội Ukraine cho biết, quân đội đã huy động 30 xe tăng T-30 và các xe thiết giáp cũng như hệ thống tên lửa Grad đến vùng Kherson ở miền Nam. Thành phố này hiện đang bị trực thăng MiG-8 oanh kích liên tục. Trước đà tấn công của quân đội Nga, Ngày hôm qua, trên mạng Twitter, một cố vấn của Tổng thống Ukraine đã kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí. Cư dân Kramatorsk chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất Ngày 27 tháng 5, quân ly khai thân Nga tuyên bố đã chiếm được thành phố Liman chỉ cách Kramatorsk hơn chục km về phía bắc. Kramatorsk là một trong những đô thị lớn cuối cùng trong khu vực vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Nhiều người đã đi di tản, nhưng khoảng gần 50.000 dân vẫn ở lại, nhưng vẫn cảnh sát cao độ và chuẩn bị cho khả năng Nga chiếm được thành phố này. Phóng viên của Đài phát thanh quốc tế Pháp AFI Sebastian Nermatz và Jad El Khobri tường trình từ Kramatorsk. Pavel sắp đổ đạc vào trong thùng xe ô tô. Anh vẫn ở lại thành phố kể từ đầu cuộc chiến, nhưng quân đội Nga đang tiến gần, buộc anh phải có sự chuẩn bị. Anh cho biết, nếu Nga muốn chiếm một thành phố, họ phá hủy mọi thứ. Vì thế nên tôi đi đổ xăng đầy bình, chuẩn bị quần áo, đồ ăn và thuốc men. Như vậy, chúng tôi có thể rời đi bất cứ lúc nào. Đứng trước cửa bưu điện, bà Svetlana đã chuẩn bị túi quần áo. Theo thị trưởng của thành phố, 70% cư dân đã chạy lánh nạn. Bà Svetlana là một trong số 50.000 người vẫn còn ở lại Karamatos. Bà giải thích rằng, cuộc tiến công của quân đội Nga khiến chúng tôi lo lắng nhưng cuộc sống của chúng tôi tất cả đều ở đây. Thế nhưng chúng tôi phải chuẩn bị. Tôi qua bưu điện để gửi đồ cho các con tôi ở Ba Lan. Nếu như tình hình trở nên nghiêm trọng hơn thì chúng tôi sẽ đến nhà của bố mẹ tôi. Tôi phải ở cạnh họ nếu tình huống xấu nhất xảy ra. Từ 3 tháng qua, chính quyền địa phương đã khuyến khích người dân đi di tản. Thị trưởng Kramators, ông Oleksia Golchalenko đã dãi bày lo lắng rằng chúng tôi đã làm mọi thứ có thể. Thật không may là một số cư dân vẫn từ chối rời đi. Nếu như Nga cố chiếm lấy thành phố thì phải di tản 45.000 người nữa. Theo tôi, đây là kịch bản đáng sợ nhất. Cách đây 8 năm, Kramatorsk đã từng bị chiếm đóng, giao tranh xảy ra trên đường phố. Kể từ nay, người dân thành phố này lo sợ lịch sử tái diễn. Chuyển sang một diễn biến đáng chú ý khác. Tên lửa tầm xa của Mỹ sẽ giúp Ukraine phản công ở Donbass. Kính thưa quý vị, nhiều phương tiện truyền thông đã đưa tin chưa chính thức, nói rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden chấp thuận gửi hệ thống tên lửa phóng tầm xa tới Ukraine. Một diễn tiến có thể hỗ trợ rất nhiều cho việc bảo vệ lãnh thổ của Ukraine ở khu vực Donbass. Báo Mỹ The New York Times dẫn lời một viên chức Mỹ giấu tên, nói rằng Washington có thể chính thức công bố tin này vào tuần sau. Các vũ khí được chuyển giao sẽ bao gồm các bệ phóng tên lửa di động, có thể bắn xa hơn nhiều so với các bệ phóng mà Ukraine hiện đang sử dụng. Báo CNN hôm 27 tháng 5 cũng dẫn các nguồn dấu tên đưa tin tương tự. Nếu điều này diễn ra, thì nó có thể giúp quân đội Ukraine phản kích lại đợt tiến quân của quân đội Nga đang chiếm ưu thế ở vùng Donbass. Mặc dù các quan chức vẫn chưa cung cấp chi tiết về loại tên lửa mà Hoa Kỳ sẽ cung cấp, nhưng loại được ngũ giác đài sử dụng thường xuyên nhất chính là M31 GMLRS, một loại vũ khí chính xác dẫn đường bằng vệ tinh. M31 GMLRS chính là viết tắt của hệ thống rocket dẫn đường phóng loạt. Nó có thể bay xa hơn 40 dặm, vượt xa tầm bắn của bất kỳ loại pháo nào mà Ukraine hiện đang sử dụng. Ngũ giác đài đã chi khoảng 5,4 tỷ đô la Mỹ để mua hơn 42.000 tên lửa như vậy kể từ năm 1998. Hoa Kỳ kể từ đầu cuộc chiến cho đến nay, vẫn không cung cấp loại vũ khí này vì lo sợ Ukraine sẽ dùng để bắn thẳng vào lãnh thổ Nga. Ukraine được cho là đã thực hiện nhiều cuộc tấn công xuyên biên giới bên trong nước Nga, mà các quan chức của Ukraine vẫn không xác nhận cũng không hề phủ nhận. Một mối quan tâm lớn khác trong chính quyền Biden chính là liệu Hoa Kỳ có đủ khả năng để cho đi quá nhiều vũ khí cao cấp được lấy từ kho dự trữ quốc gia hay không nhưng trước nguy cơ Ukraine sẽ mất vùng Donbass, có thể Washington đang thay đổi suy nghĩ. Có đồn đoán, gói vũ khí mới của Mỹ có thể bao gồm cả hệ thống pháo phản lực cơ động cao đặt trên xe bánh lốp, còn gọi là HIMARS. Sự thất vọng đang ngày càng gia tăng từ phía Ukraine vì sự thiếu quyết đoán của chính quyền Mỹ trong những tuần lễ gần đây. Vì Ukraine tin rằng một khi Mỹ gửi hệ thống vũ khí hạng nặng thì các nước khác sẽ nhanh chóng làm theo. John Kirby, thư ký báo chí của Ngũ Giác Đài, vào hôm thứ Sáu đã từ chối xác nhận tin này, nhưng giới quan sát đang chờ đợi vào tuần sau. Cũng có dự đoán rằng quân đội Ukraine chỉ mất khoảng một tuần để học cách sử dụng hệ thống tên lửa mới. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba vào hôm thứ Sáu đã tuyên bố nhiều vũ khí hạng nặng của Mỹ sẽ trên đường đến Ukraine sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Nói chuyện với Ngoại trưởng Antony Blinken, tôi đánh giá cao những nỗ lực cá nhân của ông ấy để bảo đảm sự hỗ trợ bền vững của Hoa Kỳ và toàn cầu cho Ukraine. Vũ khí hạng nặng nằm trong chương trình nghị sự của chúng tôi và nhiều hàng hóa như vậy cũng đang đến với chúng tôi. Ông Kuleba tuyên bố trên Twitter vào hôm thứ Sáu. Tổng thống Ukraine Zelensky thì tuyên bố vào hôm ngày 8 tháng 5 rằng Ukraine phải nhận được các loại vũ khí hạng nặng đặc biệt là pháo M142 HIMARS và pháo phản lực M270 để đánh bại đối phương. Vào hôm thứ Sáu, các lực lượng thân Nga đã chiếm giữ thị trấn Liman ở phía tây của Severodonetsk, tạo tiền đề cho một cuộc tiến công tới các thành phố lớn Slovians và Kramatorsk. Pháo binh đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến giành Donbass, một khu vực địa lý phần lớn là bằng phẳng. Các chỉ huy của Ukraine đều cho rằng tên lửa tầm xa chính xác có khả năng mang tính quyết định. Trong nhiều tháng vừa qua, Ukraine đã nói rằng Nga đã nắm giữ lợi thế. Một phần là do các cuộc tấn công bằng pháo binh từ lâu đã trở thành trọng tâm trong học thuyết quân sự của Nga. Tiếp tục chương trình với một diễn biến đáng chú ý. Giới cựu sĩ quan Nga tố cáo chiến dịch đặc biệt thất bại đòi tuyên chiến với Ukraine. Dịp kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức ngày 9 tháng 5 trên quảng trường đỏ tại thủ đô Moscow rút cuộc đã diễn ra khá trầm lặng. Chính quyền Putin duy trì thái độ mập mờ về cuộc chiến tại Ukraine. Moscow thì tin tưởng sẽ chiến thắng, nhưng không chính thức quyết định nâng cấp quy mô của cuộc chiến. Trên thực tế, sau 3 tháng chiến dịch đặc biệt, chính quyền Putin đang đứng trước nhiều áp lực trong nội bộ. Ít nhất có hai luồng quan điểm chỉ trích. Luồng thứ nhất, phê phán bản thân chiến dịch đặc biệt khẳng định Nga không nên tiến hành chiến tranh chống lại Ukraine, quốc gia được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của khối liên minh quân sự NATO. Luồng thứ hai, phê phán chính quyền đã đầu tư không đủ cho cuộc chiến, dẫn đến rất nhiều thất bại. Cả hai luồng quan điểm đều nhấn mạnh đến sự thất bại của chiến dịch đặc biệt tại Ukraine sau hơn 3 tháng chiến tranh. Giới chuyên gia quân sự phương Tây chú ý đến việc Hội đồng Sĩ quan Toàn Nga vào ngày 19 tháng 5 đã công bố thương ngỏ gửi đến Tổng thống và các lãnh đạo nước Nga. Thư này được gửi đến Thượng phụ chính thống giáo, Thủ tướng, Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện, lãnh đạo các cơ quan tình báo, kêu gọi chiến tranh toàn diện chống lại Ukraine. Tuyên bố được đưa ra đúng vào ngày Hội Sĩ quan Toàn Nga thay Chủ tịch. Thượng tướng Leonid Ivashov rời chức vụ. Vị tướng Leonid Ivashov được coi là người sáng lập ngành địa chính trị quân sự Nga từng kêu gọi Tổng thống Putin từ chức và cũng kêu gọi Moscow không tấn công Ukraine. Viện nghiên cứu về chiến tranh ISW có trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ trong bản tin về cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine, cho biết Hội đồng Sĩ quan Toàn Nga đã kêu gọi Tổng thống Putin tuyên chiến với Ukraine, huy động đông đảo dân chúng tham gia chiến tranh kéo dài thời gian phục vụ trong quân ngũ với mục tiêu kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Các sĩ quan cũng đưa ra nhiều biện pháp khắc nghiệt hơn như tử hình quân nhân đào ngũ. Thư ngỏ của giới sĩ quan kêu gọi tuyên chiến với Ukraine được tung ra sau chiến dịch vượt sông Sivetsky Donetsk vào ngày 11 tháng 5 thất bại. Gần như toàn bộ đơn vị tác chiến cấp tiểu đoàn của Nga đã bị tiêu diệt. Thất bại gây sốc cho giới chuyên gia quân sự Nga. Theo ISW, thất vọng gia tăng tại Nga ngay trong giới cầm quyền về khả năng lãnh đạo của Điện Kremlin thống đốc vùng Kaliningrad công khai phàn nàn về cuộc chiến của Nga tại Ukraine làm gián đoạn giao thông vận tải và các kế hoạch xây dựng ISW tổng hợp thông tin về việc giới blogger Nga kêu gọi Điện Kremlin không nghe theo kêu gọi của Hội đồng Sĩ quan Toàn Nga. Cho đến nay, chính quyền Putin đã không muốn đưa ra quyết định tổng động viên, một phần là vì lo ngại phản ứng dữ dội trong nước. Đã có thông tin về một số cuộc tấn công nhắm vào các trụ sở tuyển quân ở Nga. Số lượng đã gia tăng trong những tuần gần đây. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp tình hình chiến sự Ukraine trong 24 giờ qua của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.